Chào tất cả anh em, mình là Tài Bá Độ. Hôm nay mình sang bên Mỹ Đình ở đội độ Kebo Akamovic full carbon 17cm đối cho con C750X. Dòng này thì ở Việt Nam mình theo mình là rất hiếm anh em nhé, không có nhiều đâu. Đối với anh em thể trẻ thì theo mình là dòng này anh em không thích rồi. Còn dòng này thì hợp với những anh em có tuổi một chút thì anh em sẽ thích hơn. Tại vì cái tư thế ngồi của con này quá thoải mái. Thế nên con này không phải là dành cho những người nhỏ bé anh em nhé, phải cao to một chút thì mới đi được đấy. Xe này nói chung là mình cũng tương đối này, phải kiễng con này anh em nhìn. Không hề đơn giản đâu anh em ạ. Nhìn có vẻ rất là dễ ăn nhưng mà không dễ ăn một chút nào. Con này thì sản xuất là 2013 này. Thì chìa khóa của này thì khóa hít anh em nhé. Đồng hồ thì hiển thị rất là đơn giản, nó không có gì nổi trội cả. Nhưng cái đặc biệt của con này thì là cái tư thế ngồi anh em ạ. Tư thế ngồi thì quá dễ luôn. Anh em nghe thử tiếng mô nhé. Ở đây ga to rồi. Anh em thông cảm nhé, đây là chung cư ấy này, không phải làm ga to nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé.